Ok, hello chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà một anh ở Việt Nam. Ở bên đây nhà, đây mọi người nhìn này, đây là cây roi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đấy. Mình vừa ăn cắp được mấy quả roi. Đây này. Đây. Cho mọi người xem này. Ngôi nhà đặc biệt nhất ở Angola nha mọi người nhé. Đặc biệt nhất luôn. Ngôi nhà đây là roi mà bứt ở trên cây xuống nha mọi người. Đây là, nhấn mạnh lại với mọi người, đây là Angola. Amigo, amigo. Ta tu đúng không? Bình, bình, bình. Dạ. Rồi, ấy bạn đang nói là roi mọi người đấy. Bình, 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 bình. Đây. Nào, prova, prova, prova. Ah, va pro. Ya yeah. Come muy. Nào, prova. Ah. Ya yeah, come, come. Nào, ta phim. Ok. Muito cuya. Muito cuya, né? Yeah. Ngon, né? Angola yeah. Tem. Toma. Obrigado. Dạ. Yeah. Yeah. Đấy. Đấy nhá, mọi người nhá. Đây là roi Angola. À, roi của Việt Nam nhưng mà hiện tại đang ở châu Phi nhá. Đang ở Angola nhé, cây roi này sai chịu luôn. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cái cây roi này. Chúng tôi tỉnh cả người các bạn ạ. Đây này, mọi người nhìn này, wow. Đây này, đây này. Wow. Chùm này này, chùm này xem bao nhiêu quả nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 quả mọi người ạ. Một chùm roi này 24 quả. Để mình chọn một quả lòng. Mình đến nhà anh... thích thật đấy. Ngon thật mình. Yeah. Đây à. Đấy. Em chào anh ạ. Dạ chào anh. Vâng, đấy, đấy mọi người nhá, đây là anh Cường, đây là anh là chủ của cái cây roi này. Gia chủ mà gia chủ của cả cái cơ ngơi này luôn. Đấy, vâng. Anh cho người khác trồng thì anh trồng cây to hơn cả của anh luôn. À đấy ạ. Hai người anh trồng hai cành, anh trồng một cành, anh một cành đưa về nhà anh thì anh em nhà anh nó nhiệt tình quá để trồng. Mát tay quá. Cây to hơn của anh. Mời các bạn nhá. Vâng. Nhà anh Cường rộng. Mà khuôn viên như kiểu ở Việt Nam ấy. Roi này, có roi này, có cả cây sấu này mọi người này. Đây. Đây có cả cây sấu này. Đây này mọi người này, cây sấu này. Nhưng mà cây sấu này nó hơi cao, có quả rồi nhá, nhưng mà mình không biết là mọi người có nhìn thấy không. Được rồi. Đây này, quả này. Đấy, không biết mọi người có nhìn thấy không. Đấy, quả sai lắm, hình như ở bên này trời nắng nên là quả nó sẽ sai hơn như sao ấy. Nó đậu thật. Mình sẽ review nhà của anh Cường cho mọi người xem nhé. Đây là chắc là để nuôi nuôi con gì đấy. Nhưng mà chắc là hết rồi. Rộng thật. Vợ nhỉ? Ngày xưa nhá, bọn vợ ăn ở nhà bà ngoại vợ có cái sấu. Vợ toàn lấy lá sấu để ăn chấm bột canh. Đúng rồi, lắm. Trọng đấy mà. Ừ. Ngon là ăn với cả bột canh. Hẩu à. Hẩu. Mình đi một vòng nhé. Đấy, nhà có 3 cây sấu, đây có 1 cây nữa này. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này. Nhà có cây sấu chắc chắn kiểu gì anh trồng rau muống vậy. Vãi. Ơi con. Tí nữa con cầm ra cho Azun đi. Con cất ở xe ấy. Nhá. Đấy, đây là khuôn viên của nhà anh Cường nhé mọi người. Đây là vườn rau này. Ô, cây này là cây gì nhỉ? À, cây chanh, đây là cây chanh nhé mọi người. Cây chanh này. Đấy, mình bảo rồi mà nhà có cây sấu là kiểu gì cũng có vườn rau muống rất là to đấy mọi người nhìn thấy không? Mọi người thấy mình đoán đúng không? Chuẩn luôn. Để mình ra vườn xem. Lò bánh mì. Nhà anh Cường làm lò bánh mì. Có cả bàn bóng bàn này. Đây là kho đựng đồ này. Ấy, ui, vườn rộng mênh mông. Úi giời. Ở bên đây là gần như không có nhà nào là thiếu máy lổ đâu nhá mọi người nhá. Đây là vì bên này hay mất điện này. Gần như là nhà nào cũng phải có máy lổ. Máy lổ này to ấy. Diện tích chỗ này nhà anh Cường chắc khoảng tầm cỡ 60-60, chắc khoảng tầm 3-4 nghìn mét vuông gì đấy.
Dâu đây này. Thích thật đấy. Dâu đây này. Đấy. Rau cải này. Đây. Có cả rán mướp này mọi người này. Quả mướp này. Quả mướp to này. Ui nhìn thích thật đấy mọi người ạ. Mình cảm giác ấy, mình cảm giác vào trong nhà anh Cường ấy là đây như kiểu Việt Nam ấy, xong mở cổng ra cái bước chân cái là mình sang châu Phi luôn ấy, kiểu dạng như vậy ấy. Đây này, ôi nhà anh Cường cũng có cây ổi này mọi người này. Ui cây ổi này khả năng là sang năm là sẽ ra có nhiều quả này, bói rồi này. Mọi người cây ổi. Đấy mọi người nhìn này, đấy đây này. Đấy, nhiều ấy không? Sang năm chắc là sẽ có quả rất là nhiều này, rất sai này. Đấy, mấy gốc ổi, 1, 2, đây này, bên này ra đã bói rồi này. Giống ổi này chắc giống ổi lùn đấy. Đấy, mình nhìn thích cái vườn rau muống nữa kìa. Rau ngót. Rau muống. Ui, nhà anh Cường không thiếu gì luôn. Đẹp quá. Bụi mía kìa mọi người kìa. Cây đu đủ loại lùn này. Ra nhiều quả không này. Cao tầm có tầm 70 phân 1 mét đây. Ra bao quả. Rộng thật mọi người. Thích thật đấy. Mình cảm giác đây là Việt Nam ấy, xong mở cổng ra cái là sang châu Phi luôn đấy. Kiểu như ranh giới giữa hai đất nước Việt Nam và Angola ấy. Để mình đi cái này cho nó tiện. Ui, đầy ổi. Gần chục gốc ổi. Anh còn làm cả hệ thống tưới tiêu luôn này. Đấy. Tự động tưới. Hệ thống tự động tưới. Thích nhất vẫn là cây roi mọi người ạ. Mình sang đây 7 năm rồi nhưng mà 7-8 năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy ở nhà Việt Nam trồng cây roi ấy, có cây roi ấy. Ô đây này. Cây gì ấy? Cái này là cái gì nhỉ? À, hình như đây là như tê mít ấy. Chắc là anh vừa mới ươm để gửi sang đúng không? Hạt mít này. Để anh trồng này. Kiểu cầm máy bay sang ấy. Thì là nó yếu ấy. Để đây để mấy hôm cho nó khỏe. Thì nó hồi lại thì chắc là anh mới trồng. Họ nhà anh rộng quá. Đấy. Cuộc sống của người Việt Nam mình ở bên này như vậy đấy mọi người. Nhà cũng rất giống Việt Nam mình luôn. Như ở Việt Nam luôn ấy. Cây chanh này sai nhở? Bao nhiêu quả luôn. Sai thật đấy. Ui, cây xấu ơi, sai không này mọi người. Sai chữ luôn. Đấy. À, hai bên này thông nhau. Đây cũng vườn rau, rau cải này. Húng chó này. Lá tía tô này. Đây chắc anh vừa mới gieo lại, nó đang lên này, nó đang mọc này. Đá lốt này. Mình nhìn thấy vườn mình thích rồi đấy, vì nhà mình ở trên phố ấy. Diện tích nhà nó chật hẹp lắm. Xuống đây nhìn vườn rau các thứ này. Nhìn thấy thích thật. Lá lốt nhiều thế. Cây này là cây gì ấy? Không biết cây này là cây gì luôn. Thích hả? Đấy. Đấy mọi người, đây chè bưởi. Chè bưởi mua của người Việt Nam mình làm nhá. Cái này rồi. Cái gì cũng có nhá. Gì cũng có chị ạ. Nhưng mà đấy là hôm nay là nhà mình tiện đi thì mới mua được chè bưởi chứ không thì bình thường ở trên phố thì làm gì có đâu. Tại vì bên này thì họ không ship đâu nha mọi người. Ai? Này, con này. Này. Mà mọi người thôi nhé. Thơm chứ. Thơm quá. Lần đầu tiên mà tôi đi ăn chè bưởi. Đúng không? Đúng rồi.
Con đã ăn chè bưởi bao giờ chưa? Chưa. Con mời các bạn. À con mời mọi người à? Ờ, con người nhìn lại mà. À không, đây là chè bưởi. Tôi đi tưởng là cái vị này là vị của dâu tây không phải. Nào con ăn một miếng con cảm nhận nào. Nào. Ăn một miếng. Ui giời.